Đêm nay
sai không phải sai tiếng đàn tứ mãn mà sai tiếng đàn Bồ Tát nhờ. Tử Kỳ em ơi, vì dần trăng bạc đang khuất dần sau rạng núi, và rượu tương giao cũng đã mãn một canh dài. Thôi tạm chia tay nhau và hẹn một ngày nào, tháng tám năm sau vào mùa canh sang, trên bến sông này ta tao sẽ đem đàn đến bến An Dương, ngồi chờ đợi bóng bạn hiền tri kỷ. Và kể từ đêm nay ba nhà đã chỉ vào đàn khi gặp lại Tử Kỳ, giữ lời nguyện với bạn đi âm đúng rằm tháng tám năm sau Tử Kỳ không thể hẹn. Để trên bên An Dương nối tình đôi bạn, chỉ có một người đàn cho một người nghe. Đây lối nhỏ cánh đồi không sơ sắc, có hoa tàn bên không trúc xanh sao, đường vào thôn điểm giọt mưa sầu, đàn chim nhỏ như đón chào người khách lạ. Quý khách muốn tìm ai mà xem dường như bỡ ngỡ, tay ôm đàn hay bầu rượu tôi thơ. Trọng thấy người lão đã xúc động tâm tư, nhưng chưa dám hỏi qua danh tâm. Thưa lão bác, tôi là bà nha, tìm bạn tên Tử Kỳ để hỏi rõ đầu đuôi, cho biết vì sao đã lỗi hẹn không đến bên hàng giường để họp mặt thương thân. Mùa thu đã đi qua, một mùa trăng khuyết tình, mà đâu bạn cố trì dần dần bật thầm mau. Tử Kỳ chính là con của lão đó, ngài ơi. Dạ chào lão bác. Nó lỗi hẹn với người rồi, thật tội nghiệp cho con tôi. Nhưng Tử Kỳ ở đâu, xin cho tôi gặp mặt. Sao lại lẫn đốn ba nhà, hay đã quên nghĩa thăm giao? Ngài ơi, không phải nó đã quên nghĩa thăm giao, hay dứt tình bằng nhưng chẳng bao giờ ngài còn gặp được con lão nữa đâu. Chúng lão nói sao? Kia là bài vị của con tôi đang đặt ở linh sàng, nếu ngài muốn gặp nó hãy thắp vài nén hương tưởng niệm. Trời Tử Kỳ, bạn ba nhà đã chết. Tử Kỳ, Tử Kỳ em ơi, sao em dội bỏ đi đâu biển biệt, không đón chào khi anh trở về thăm. Từ đây giữa cõi đời vắng bạn tri âm, không ai quán lạnh lùng trên phim nhạc. Ngài ơi, trước giờ Tử Kỳ xuôi tay nhắm mắt, nó có dặn với lão rằng nếu ngày này tháng này
có ai tìm đến xưng là Ba Nha, trách nó vì sao lỗi hẹn. Thầy hãy nói lại rằng nó chết đi mà một niềm ân hận nó vẫn mang theo xuống tận chôn diêm đài. Có một hôm nhìn trăng nó hỏi tháng hỏi ngày, lão bảo đêm nay là đêm rằm tháng tám. Nó chợt bàng hoàng tội lão đưa nó đến bên hang dương, nhưng thấy nó sức kiệt hơi tàn, lão không thể chiều con. Và cũng vừa lúc tự kỳ trong cơn hấp hối, nó trăng trối rằng đêm nay có người ngồi đợi để đàn cho nó nghe ở bên sông Tần. Nếu lão không lập thì người nó thường nhắc nhở, người ấy có phải là quý khách hay chăng? Nhưng tiếng đàn của Ba Nha chỉ có một Tử Kỳ là người trí kỳ trí âm. Nhưng Tử Kỳ chết rồi thì chiếc đàn này đã trở thành vô dụng. Vậy xin lão Ba hãy đưa tôi ra viên tâm phần mộ để khóc bạn trí âm rồi đập giờ cây đàn. Trước giờ chia tay tôi đã hứa với bạn hiền rằng tiếng đàn nặng mang sầu thế sự chỉ có Tử Kỳ mới hiểu được Ba Nha. Nhưng bạn đã chết rồi, tôi đàn để ai nghe khi nhân thể là một trò đen bạc. Đàn nữa mà chi cho sầu cũng bạc, khi Ba Nha đã mắc bạc Tử Kỳ. Bạn ơi, hồn bạn có linh thiên, ai chứng giang cho tình bằng hồ. Ta khóc bạn máu hồng luôn xé mắt, nhớ lại đêm nào trên bên tháng dương. Ngồi chung một thuyền nói chuyện hàng nguyên, mình cảm thông nhau bởi tiếng đàn tâm sự. Nhưng thế gian này bạn không còn nữa thì cũng kể từ đây ta đập vỡ cây đàn. Tử Kỳ ơi, đó cũng là tình tri kỳ tri âm, dù sống chết đôi mình vẫn như hình với bóng. Đàn ơi đã mất Tử Kỳ, giữ lại làm gì bởi ta hết người nghe. Gửi đến cả nhà tác phẩm mới của Tâm Ca, trong đó có ba giọng ca đặc sắc. Tâm Ca tuy trên 60 giọng vẫn trẻ măng, còn Lâm Xuân tuy trên 30 mà giọng rất độc đáo về cái vai người già. Còn Nguyễn Hiền thì cái giọng rất trầm, rất buồn, là vai Tử Kỳ. Ok, mời cả nhà cùng nghe, góp ý cả nhà ơi.